Nếu như level là công cụ chỉnh sửa ảnh dựa vào các vùng sáng, trung gian và vùng tối, thì chúng ta có một công cụ khác, đó là curve, chỉnh ảnh dựa vào các đường cong. Các bạn chọn curve ở đây. Cách chỉnh đơn giản nhất là chúng ta cầm đường cong này, các bạn kéo, tăng giảm độ sáng cũng như độ trong của tấm hình. Tôi có thể kéo các vị trí để chỉnh trên dưới, thì tương tự trên cũng là chỉnh phần sáng và dưới là chỉnh phần tối. Muốn reset các bạn bấm vào đây. Ngoài ra các bạn có thể kéo dựa vào từng vùng. Tôi bấm bàn tay này, tôi chọn vị trí đất và giữ chặt chuột trái đẩy lên đẩy xuống thì nó cũng cân bằng cho tôi, ảnh sẽ trong hơn. Tôi có thể bấm khi hiển thị này, trước sau. Đương nhiên các bạn cũng có thể nhấn thêm chữ auto hoặc là vài preset có sẵn. Ngoài ra chúng ta cân chỉnh dựa vào vùng tối nhất. Giả sử tôi bấm vùng tối nhất ví dụ và vùng sáng nhất thì tấm hình cũng được cân chỉnh lên. Bây giờ tôi reset lại. Các bạn cũng có thể vẽ tự do, tôi bấm vào đây và vẽ. Rất lạ phải không các bạn? Tuy rằng chức năng này sử dụng rất ít, tôi có thể reset trở lại và chọn về dạng curve. Exposure chính là độ phơi sáng. Các bạn bấm vào đây. Lệnh này thì hoàn toàn dễ dàng chỉnh sửa. Các bạn tăng sáng và giảm sẽ tối. Đây là cân bằng độ phơi sáng. Cũng có một vài cái thiết lập có sẵn cho chúng ta. Ngoài ra các bạn có thể chỉnh offset, tức là độ mạnh yếu của nó. Chúng ta còn thông số gamma. Càng tăng thì gamma càng tối đi và càng giảm càng sáng lên. Chúng ta có thể chọn từng màu hoặc là từng vị trí khác nhau để chúng ta cân bằng ánh sáng hai phần trung gian. Nếu chúng ta chọn sai và nhầm thì bức ảnh sẽ rất là tồi tệ. Bây giờ chúng ta bấm vào đây reset lại ban đầu. Brightburn chính là chúng ta chỉnh độ sinh động màu sắc. Có thể hiểu một cách đơn giản là chúng ta sẽ thêm màu cho nó. Ở đây các bạn chọn lệnh này. Hết sức đơn giản thôi. Kéo này lên thì các bạn thấy rằng màu nó sẽ ấm hơn, đẹp hơn và trông nhiều màu hơn và sinh động hơn rất nhiều. Đây là sau khi đã kéo. Tôi có thể bật tắt trước khi kéo, sau khi kéo. Ngoài ra để hỗ trợ chúng ta còn có saturation, độ bão hòa, càng tăng thì màu càng lèo lẹt và càng giảm màu sẽ nghiêng về đen trắng. Vì vậy khi chỉnh hình chúng ta nên tăng vibrance nhiều hơn. Nếu đồng ý chúng ta ok và lưu hình.